Chiều ngày 10 tháng 5, đội tuyển Kurat Việt Nam đã ra sân với 8 vận động viên ở 4 hạng cân là dưới 48kg nữ, dưới 52kg nữ, dưới 81kg nam và dưới 90kg nam. Nữ võ sĩ Tô Thị Trang là người mở màn cho ngày vàng của đoàn thể thao Việt Nam. Sau 4 trận đấu, dù để thua trước đối thủ Thái Lan ở trận đấu thứ 3, nữ võ sĩ sinh năm 1999 vẫn giành được ngôi quán quân khi đánh bại 3 cái tên còn lại từ Myanmar, Philippines và người đồng đội cùng hạng cân Võ Thị Thùy Dương. Sau tấm huy chương vàng này, Tô Thị Trang không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình. Rất vui và tự hào, hạnh phúc ạ. Khó tả lắm anh ạ, tại vì nó có rất là nhiều cảm xúc. Em cảm thấy rất là vinh dự và may mắn khi tổng cục và giám đốc đã cho bọn em có cơ hội để được đi tập huấn ở nước ngoài ạ. Em sẽ cố gắng học xong đại học ạ, để thực hiện ước mơ của mình, ví dụ là đi dạy hoặc là một công việc mà mình yêu thích. Ngay tiếp sau chiến thắng của Tô Thị Trang, lần lượt Phạm Nguyễn Hồng Mơ cùng hai nhà đương kim vô địch SEA Games là Bùi Minh Quân ở hạng cân dưới 81kg nam và Trần Thương ở nội dung dưới 90kg nam cũng bảo vệ thành công ngôi vương, khép lại một ngày toàn thắng với 4 vị trí cao nhất đều thuộc về đội tuyển Kurat Việt Nam. Sau ngày thi đấu thành công, ông Nguyễn Hữu An, trưởng bộ môn Judo Kurat, Tổng cục Thể dục Thể thao đã có những lời đặc biệt khen ngợi dành cho những võ sĩ Kurat Việt Nam. Hôm nay thì cái cảm xúc nó dâng trào và ngay khi mà đạt được cái huy chương vàng đầu tiên thì chúng tôi cũng không biết là Kurat lại là cái môn mà được giành huy chương vàng. Em Trang thì vào cuộc thì cũng không được tốt vì đánh vòng tròn, nhưng mà sau đó thì Trang cũng thể hiện được tốt và cái số điểm lớn nhất trong bảng đánh vòng tròn, rồi Trang thì giành huy chương vàng đầu tiên. Sau đó thì một vài các cái nội dung cũng khó khăn, thì tôi cảm nhận là cái hôm nay là cái ngày khó khăn nhất, đặc biệt là các vận động viên của Thái Lan hạng 52kg nữ, đây là vận động viên quốc tịch Pháp, Thái, vô địch châu Á, thì cái chủ lực của mình thì em Hân thì thua, thì tôi cũng nghĩ là chắc cái hạng 52 thì mình cũng không có cơ hội lấy vàng, nhưng mà em mơ thì đã làm được cái rất là tốt theo cái sự chỉ đạo của ban huấn luyện, và mơ đi một mạch đến vòng trong và thắng vận động viên Thái, và cái hạng cân này mình cũng giải quyết được cái vấn đề, nó cũng ở cái nút thắt nó cũng rất bất ngờ, và cái ở cái hạng hôm nay là cái hạng 90kg nam thì vận động viên của Philippines rất mạnh, thì vận động viên Lê Duy Thành cũng đã vượt qua được cái vận động viên của Philippines, và tuy nhiên là cái cánh cửa huy chương vàng của mình hạng cân này nó cũng lại mở ra. Thực tế thì nó cũng vỡ hòa và cảm xúc nó cứ đến liên tục. Cả 4 nội dung thì chúng tôi đều giành được cả 4 huy chương vàng, thì thật sự là cũng may mắn. 4 tấm huy chương vàng của đội tuyển Kurat cũng chính là 4 tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Mong rằng đây chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày vàng tiếp theo của Kurat Việt Nam nói riêng cũng như thể thao Việt Nam nói chung.